Review shop house cho thuê, lựa chọn lý tưởng cho kinh doanh. Bạn đang tìm kiếm một không gian kinh doanh lý tưởng? Shop house ngang 7, dài 18, với một trệt và 3 lầu đã hoàn thiện bên trong, chắc chắn là một sự lựa chọn đáng xem xét. Trải nghiệm của tôi với loại hình này là một trải nghiệm tuyệt vời và dưới đây là lý do tại sao. Vị trí và tiện ích. Shop house này nằm ở vị trí đắc địa, thuận lợi cho việc kinh doanh, gần các khu vực dân cư đông đúc và có nhu cầu tiêu dùng cao. Đặc biệt, dễ dàng tiếp cận với các tiện ích như trung tâm thương mại, trường học, bệnh viện, tạo điều kiện thuận lợi cho việc thu hút khách hàng. Shop house đã được hoàn thiện bên trong với thiết kế sang trọng và hiện đại. Không gian rộng rãi và thoải mái, tạo điều kiện thuận lợi cho việc kinh doanh các loại hình như văn phòng, spa, showroom và nhiều hơn nữa. Tiện nghi và an ninh. Có hệ thống tiện ích và an ninh hiện đại, giúp bạn yên tâm về an toàn cũng như thuận lợi trong việc quản lý. Khả năng tùy chỉnh. Với không gian lớn và bố trí linh hoạt, bạn có thể tùy chỉnh không gian theo nhu cầu kinh doanh cụ thể của mình mà không gặp phải quá nhiều rắc rối. Một điểm đáng chú ý khác là shop house này phù hợp với nhiều loại hình kinh doanh. Cho dù bạn muốn mở một văn phòng đại diện, một spa thư giãn hay một showroom trưng bày sản phẩm, không gian rộng lớn và linh hoạt của shop house sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn một cách hiệu quả. Bạn có thể tổ chức sự kiện mở cửa, buổi triển lãm sản phẩm hoặc các khóa học tham gia cộng đồng để thu hút sự chú ý của khách hàng tiềm năng. Sự linh hoạt trong quản lý. Với không gian đa dạng, bạn có thể phối hợp nhiều loại hình kinh doanh trong cùng một không gian, tạo ra một mô hình kinh doanh đa dạng và linh hoạt, giúp tối ưu hóa lợi nhuận và tối thiểu hóa chi phí. Bạn có thể sử dụng một phần của shop house để ở và phần còn lại để kinh doanh, tiết kiệm thời gian và chi phí di chuyển giữa nơi làm việc và nơi ở. Tiết kiệm chi phí. Bằng cách kinh doanh và sinh sống trong cùng một không gian, bạn có thể tiết kiệm được nhiều chi phí, từ chi phí thuê nhà đến chi phí đi lại và thời gian di chuyển. Điều này giúp tăng lợi nhuận và giảm áp lực tài chính. Tăng sự linh hoạt. Việc có thể làm việc và sinh sống tại cùng một địa điểm tạo ra sự linh hoạt cao trong lịch trình hàng ngày của bạn. Bạn có thể dễ dàng chuyển đổi giữa việc kinh doanh và thư giãn mà không phải mất nhiều thời gian đi lại. Tạo môi trường làm việc thuận tiện. Bằng cách tạo một môi trường làm việc thuận tiện tại shop house của bạn, bạn có thể tăng cường hiệu suất làm việc và sự thoải mái cho bản thân và nhân viên. Tăng tính cộng đồng. Việc sống và làm việc trong cùng một khu vực cũng tạo ra cơ hội tăng cường sự kết nối với cộng đồng địa phương, giúp bạn cảm thấy hòa mình và phát triển mối quan hệ trong khu vực. Vị trí đắc địa. Shop house này nằm trên mặt tiền đường Nguyễn Hữu Thọ, một trong những tuyến đường chính của quận Nhà Bè, với lưu lượng giao thông lớn và sự phát triển đô thị nhanh chóng. Vị trí này mang lại lợi ích lớn cho việc kinh doanh với sự tiếp cận dễ dàng đối với khách hàng và khả năng quảng bá thương hiệu cao. Gần các tiện ích. Ngoài việc nằm trên tuyến đường chính, shop house cũng gần tiện ích cần thiết như trung tâm thương mại, siêu thị, nhà hàng và các cơ sở dịch vụ khác, tạo điều kiện thuận lợi cho việc kinh doanh và sinh sống. Với vị trí đắc địa và tiềm năng phát triển của khu vực, việc đầu tư vào shop house trên mặt tiền đường Nguyễn Hữu Thọ là một quyết định thông minh và có thể mang lại lợi ích lớn trong tương lai. Tóm lại, shop house này không chỉ có vị trí đắc địa trên mặt tiền đường Nguyễn Hữu Thọ mà còn mang lại nhiều lợi ích khác như tiềm năng kinh doanh cao và khả năng quảng bá thương hiệu tốt. Đây là một lựa chọn hàng đầu cho những ai muốn mở rộng hoặc khởi nghiệp trong ngành kinh doanh.